mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Miễn Vlog ha. Thì kênh của Khi Miễn chủ yếu nói về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì mình cũng muốn đem một số những kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc những em thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại. Thì Khi Miễn muốn làm những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để đến với những thông tin chi tiết sự kiện trong video ngày hôm nay thì các bạn nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khi Miễn Vlog, nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Khi Miễn ha. Thì trước mắt các bạn đây là hai em chim thú cưng nhà mình, là hai em chim sáo đen mà mình cũng vừa mới tậu về. Thì những ngày vừa qua có rất là nhiều anh em họ đặt câu hỏi của mình là kêu giải thích cái hiện tượng tại sao mà chim non mình nuôi lên nó không nhát người mà mình cứ để trong lòng là nó bị sôi lòng, nó sôi lòng giống như là cái hiện tượng là nó muốn ra ngoài chơi vậy. Thì qua cái tìm hiểu và qua cái kinh nghiệm nuôi chim của mình thì mình biết được là khi chim nó còn nhỏ là các bạn để chim ra ngoài giống như là mình ví dụ cho bạn biết ha, là giống như buổi sáng 12 tiếng đồng hồ thì các bạn để chim ra ngoài chơi tầm khoảng 10 tiếng rồi, các bạn chỉ nhốt nó vào lòng khoảng chừng 2 tiếng thôi đó. Thì dần dần cái thói quen ấy từ khi mà chim nó còn nhỏ đến khi chim nó đã trưởng thành rồi các bạn nhốt nó vào lòng thì theo như cái thói quen của nó rồi, nó đã thích đi ra ngoài chơi thì mà các bạn bây giờ các bạn nhốt nó vào lòng thì nó sẽ không thích đó, nó sẽ không thích và nó sẽ tự nó sôi lòng và nó làm tổn thương đến cái mũi của nó đó. Cái nó sôi ra ghét thì bạn thấy nhiều con chim là hai bên cái mép mũi nó là nó sẽ bị chóc cái lông ra. Đương nhiên là con chim đó nó không nhát, nó rất là dạng người, nhưng mà các bạn bỏ trong lòng thì là nó sẽ sôi lòng đó. Thì nhiều anh em hỏi mình là cái cách để khắc phục. Thì đối với một số cái trường hợp á, là Khi Miễn cũng có tư vấn cho các anh em á, là mình nên lấy cái áo lồng mình chùm lại và để con chim vào những nơi mà ít người qua lại, để cho giống như là cái việc mà ở trong lồng nó tập cho cái tánh cho nó thành cái thói quen là nó ở trong lồng các bạn, chứ mình đừng có thả ra ngoài nữa. Thì cái cách thứ hai là anh em nuôi chim non, bắt đầu từ khi nuôi chim non, chim nó mới một lồng ống một giả, chim nó chưa biết tự bay được á, thì mình nếu mà mình muốn đem chim ra ngoài chơi thì mình ít thôi, giống như là một buổi sáng 12 tiếng đồng hồ thì các bạn cứ cho chim ra ngoài tầm khoảng chừng 5 đến 10 phút cho nó xả chết, cho nó giải chết thôi và cho các bạn vui thôi đó. Thì sau khi đó mình sẽ nhốt nó lại. Nói chung chim non thì nó cũng không có yêu cầu là nó ở đâu hết chứ, các bạn thả đâu nó ở đó, hay mà là bạn thả ra ngoài thì nó đi ra ngoài thôi, còn bạn bỏ trong lòng, bỏ trong hộp thì nó ở trong hộp thôi đó. Thì nó không yêu cầu là cái môi trường sống của nó. Thì nếu mà bạn thả ra ngoài chim non, bạn thả ra ngoài thì theo như cái thói quen của nó là nó sẽ thích ở ngoài hơn là ở trong. Nói chung là cái con nào cũng vậy, thì giờ các bạn nuôi nhốt, bạn kề cặp nó thì nó sẽ không thích hơn là cái việc bạn thả nó ra ngoài đó. Thì một số điều Khi Miễn muốn chia sẻ với đại gia đình thân yêu mình biết được là tại sao con chim non mình nuôi lên nó không nhát người mà để trong lòng nó lại sôi lòng và nó tự làm tổn thương nó ha, để cho các bạn biết được về cái nguyên nhân và cái cách khắc phục nó. Nói chung là cái cách khắc phục thì cũng có rất là nhiều cách, nhưng mà chỉ đơn giản là các bạn cứ chùm áo lồng lại để cho nó, con chim nó được bình tâm và nó có thể là thích nghi với việc ở trong lòng đó. Đó thì một số điều Khi Miễn muốn chia sẻ với đại gia đình như mình biết được về những kinh nghiệm mình nuôi chim ha. Mà mình cũng xin cảm ơn toàn thể đại gia đình yêu đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Chúc anh em mọi người vui và thành công trong sống nha. Chào tạm biệt mọi người.